Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hãng TASS đưa tin, Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE là tổ chức liên chính phủ gồm 57 thành viên ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á như Anh, Mỹ, Nga, Pháp. OSCE là tổ chức hoạt động theo hiến chương của Liên Hợp Quốc. Các vấn đề quan tâm của tổ chức này liên quan gồm có kiểm soát vũ khí, quyền con người, quyền tự do báo chí và bầu cử tự do. OSCE hôm ngày 4 tháng 7 đã thông qua nghị quyết coi Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner là một tổ chức khủng bố. Trong nghị quyết được thông qua, OSCE khuyến khích các quốc gia tham gia OSCE củng cố các chuẩn mực quốc tế và thừa nhận rõ ràng bản chất khủng bố của Tập đoàn Wagner. OSCE cũng kêu gọi các thành viên sử dụng tất cả các công cụ trong nước và quốc tế, bao gồm cả những công cụ được thành lập để chống khủng bố, nhằm ngăn chặn sự hiện diện ác ý của Tập đoàn Wagner ở bất cứ nơi nào Wagner hoạt động. Vì vậy, việc bị OSCE coi là tổ chức khủng bố có thể khiến Wagner phải đối diện với hàng loạt các lệnh trừng phạt và cấm cản đến từ phương Tây. Trong tháng 5, Quốc hội Pháp đã thông qua nghị quyết kêu gọi Liên minh châu Âu chính thức coi Tập đoàn An ninh Tư nhân Nga Wagner là nhóm khủng bố. Nghị quyết mà Quốc hội Pháp thông qua được đề xuất bởi nghị sĩ Benjamin Haddad của đảng cầm quyền. Ông Haddad nói, bất kỳ nơi nào họ có mặt, các thành viên Wagner đều gieo rắc bất ổn và bạo lực. Họ tàn sát, tra tấn và cướp bóc. Họ đe dọa và thao túng mà hầu như không bị trừng phạt. Ông Haddad nói thêm rằng, Wagner không phải là lính đánh thuê thèm tiền, mà hoạt động với chiến lược lớn từ Mali tới Ukraine nhằm hỗ trợ các chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã cảm ơn Quốc hội Pháp và kêu gọi các nước khác làm theo. Liệt vào danh sách khủng bố có nghĩa các thành viên EU có thể đóng băng tài sản của Wagner và các thành viên, trong khi các công ty và công dân châu Âu bị cấm giao dịch với tổ chức này. Tờ Time ngày 9 tháng 5 đưa tin, Anh cũng chuẩn bị liệt Wagner vào danh sách khủng bố, áp các biện pháp trừng phạt tài chính và các hình phạt khác nhằm tăng áp lực với Nga. Nếu biện pháp này được thông qua, việc kêu người Anh tham gia Wagner, tham dự các cuộc họp của Wagner, ủng hộ hay mang biểu tượng của nhóm này tại nơi công cộng sẽ bị xem là hành vi phạm tội. Trước đó, vào hồi tháng 3, Quốc hội Litva và Estonia đã coi Wagner là tổ chức khủng bố. Nghị quyết của Quốc hội Litva cho biết Wagner là mối đe dọa đến an ninh Litva, kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự Vilnius. Nghị quyết còn mô tả Wagner là công cụ quyền lực ngầm của Nga. Wagner được chính phủ Nga cung cấp miễn phí trang bị quân sự, trong đó có xe tăng, xe bọc thép và được cơ quan tình báo quân đội Nga GRU huấn luyện. Nghị quyết cho biết thêm, kêu gọi Litva cần thông qua một luật về phòng chống chủ nghĩa khủng bố để ứng phó. Theo thông tin từ Vietnam Plus, trong 2 tháng, Wagner đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu EU vì vi phạm nhân quyền và gây bất ổn cho các quốc gia ở châu Phi. Đến hôm ngày 13 tháng 4, nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga một lần nữa bị EU thêm vào danh sách trừng phạt vì tích cực tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một thông cáo chung, Hội đồng châu Âu nhấn mạnh Wagner một lần nữa được thêm vào danh sách vì các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Việc Wagner bị liệt kê hai lần nhấn mạnh quy mô quốc tế và mức độ nghiêm trọng của các hoạt động của nhóm cũng như tác động gây bất ổn đối với các quốc gia nơi nhóm này hoạt động. Hội đồng cũng đã thêm vào danh sách trừng phạt của mình RIA Fan, một cơ quan truyền thông Nga thuộc tập đoàn truyền thông do Yevgeny Prigozhin, ông trùm của Wagner, lãnh đạo. Cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của EU sẽ bị đóng băng tài sản nằm ở mọi quốc gia thành viên EU và cấm nhập cảnh khối. EU cũng cấm mọi tổ chức và cá nhân ở các quốc gia thành viên giao dịch với mục tiêu trừng phạt. Trong một năm qua, EU đã thông qua 10 gói trừng phạt tập thể nhắm vào Nga vì chiến sự tại Ukraine. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 20 tháng 1, hãng Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng Mỹ cho biết
chính quyền Washington dự kiến áp các biện pháp trừng phạt bổ sung lên tập đoàn quân sự Wagner của Nga trước các cáo buộc tập đoàn này gây ra mối đe dọa xuyên lục địa và đã hỗ trợ quân Nga trong cuộc xung đột với quân Ukraine. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, Bộ Tài chính Mỹ sẽ xem Wagner như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những biện pháp trừng phạt sẽ được công bố vào tuần tới, dự kiến nhắm vào Wagner và các nhà hỗ trợ của tập đoàn này tại nhiều châu lục. Ông Kirby còn nói thêm rằng, các lệnh trừng phạt này nhằm kiềm hãm mối đe dọa xuyên lục địa từ Wagner, bao gồm các hoạt động quân sự đang diễn ra mà theo Mỹ là những hành vi tội phạm nghiêm trọng. Gói trừng phạt bổ sung sẽ gồm các lệnh đóng băng mọi tài sản của Wagner tại Mỹ, đồng thời cấm người Mỹ có bất kỳ giao dịch nào có liên quan tiền bạc, hàng hóa và dịch vụ từ tập đoàn này. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ đưa tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Quốc hội Hoa Kỳ cũng từng đưa ra những ý kiến như vậy, nhưng quyết định cuối cùng lại phụ thuộc vào Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có động thái chính thức nào về vụ việc liệt Wagner vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, Washington đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Wagner cũng như các cá nhân và pháp nhân nào mà họ cho là có liên quan đến tập đoàn này. Gần đây, vào ngày 27 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Midas Resources, công ty điều hành mỏ khai thác ở Cộng hòa Trung Phi, cùng với Diam Vili, công ty thu mua vàng và kim cương ở nước này. Washington cho biết, cả hai công ty đều do Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn Wagner, kiểm soát. Các biện pháp trừng phạt sẽ phong tỏa mọi tài sản của Midas Resources và Diam Vili ở Mỹ, coi việc giao dịch với hai công ty là tội hình sự. Đòn trừng phạt còn nhắm vào Industrial Resources General Trading, công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và công ty Diam trụ sở Nga với cáo buộc xử lý các giao dịch của Diam Vili. Tập đoàn Wagner đã ký hợp đồng với quân đội các nước châu Phi và đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch của Nga ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller cho rằng Wagner mang đến chết chóc và sự hủy diệt ở bất cứ nơi nào lực lượng này đi qua, làm tổn thương người dân địa phương, khai thác khoáng sản và bòn rút tiền từ cộng đồng. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục thúc giục các chính phủ châu Phi và nhiều nơi khác ngừng hợp tác với Wagner. Wagner là công ty quân sự tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga. Báo Dân trí đưa tin, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp với lãnh đạo quân đội tại Điện Kremlin hôm ngày 27 tháng 6 cho hay, tập đoàn Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước Nga. Bộ Quốc phòng và ngân sách nhà nước của Nga đã cung cấp và trả tiền cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner. Theo Tổng thống Putin, trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp, tương đương 1,04 tỷ đô la Mỹ để trả lương và các khoản khác cho các binh sĩ Wagner. Trong khi đó, người sáng lập tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm Concor, đã kiếm được hàng tỷ rúp từ các hợp đồng nhà nước. Trước đó, trong một phát biểu trên truyền hình Nga tối ngày 26 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì những nỗ lực của ông nhằm giải quyết một cách hòa bình cuộc nổi loạn vũ trang liên quan đến lực lượng Wagner. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lời hứa mà ông đã đưa ra trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng sẽ được giữ nguyên. Theo ông Putin, binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan an ninh khác, trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus. Tổng thống Putin cũng cho biết ông không mạnh tay ngăn chặn vụ nổi loạn của Wagner ngay từ đầu để tránh đổ máu và để củng cố khối đoàn kết dân tộc. Theo Tổng thống Putin, các binh sĩ Wagner tham gia cuộc nổi loạn sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để chống lại đồng đội, những người mà họ đã cùng nhau chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước. Tổng thống Putin phát biểu, chúng tôi biết đại đa số các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner
là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước. Họ đã chứng minh điều này bằng lòng dũng cảm trên chiến trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.